Xin chào các bạn. Đoàn nhà mình đang đến tham quan chợ nổi bốn miền tại thành phố Pát Tha Gia. Thì nơi đây sẽ phục dựng lại hình ảnh của một khu chợ nổi thể hiện đặc trưng của bốn vùng, đó là Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc của Thái Lan. Đây là những tấm hình mà du khách bị chụp lén á. Ra đây lựa, nếu thấy hình của mình thì các bạn cũng mua lại. Còn không mua thì cũng không sao các bạn. Rồi vô chụp hình mọi người. Đến một vị trí nào thì cái bạn gian này nè cũng tổ chức lại cái vấn đề là chụp hình kỷ niệm nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong. Bạn hướng dẫn viên nói là đi vào là mũi tên màu gì? Màu đỏ. Đi ra là mũi tên màu xanh. Ở bên Thái người ta đi bên trái nha các bạn. Không chụp quá trời luôn rồi đó. Một hồi ra là có hình luôn. Tính giờ ông chụp lẹ dữ trời. Hả? Mà 3 kg chân bạc là chỉ có 70 ngàn Việt Nam mà. 3 kg mà có 70. À măng cục. Măng cục Thái các bạn. 3 kg 100 bạc. Dạ xin chào. Bắn súng luôn các bạn. Ôi súng này súng gì mà bắn được luôn vậy? Bắn thun. Bắn đi, bắn thun đi, bắn. Ờ. Ồ. Có 150 bạc à. Khoảng hơn 100 ngàn mình nè các bạn. Cái nạp đạn bằng những sợi dây thun này nè. Thú vị các bạn. Ôi cái này về bắn gùi được á chung. Ngon lành luôn. Mua cây cho bạn Tiến đi. Về lại đi. Về bánh mua không có đâu. Chút ga mua. Ok. Chút ga mua. Chợ nổi này là không phải như chợ nổi cái răng ở quê mình nha các bạn. Chợ nổi là những căn nhà sàn nổi trên một cái hồ lớn. À, anh Xuyên ơi, chợ nổi này có từ bao giờ? Lâu đời lắm rồi. Dạ. Vậy bây giờ mình xuống thuyền. Buôn bán tấp nập bên sông đây nè, mình đi thuyền đây, đăng ký đi thuyền. Xong thuyền sẽ chở ta một vòng tròn ở trong đây. Dạ. Thì trong đây nó sẽ có buôn bán thức ăn, đồ uống, trái cây, đồ rất là nhiều. Thì gọi là lời chia sẻ của anh Xuyên đến từ công ty du lịch Tăng Xuyên thuộc thành phố Cần Thơ các bạn. Anh Xuyên là người đã đưa đoàn mình đi đến tham quan đất nước Thái Lan này đây. Những cái bạn mà nón tím tím, những cô, những chị, những chú đó là trong đoàn nhà mình đó các bạn. Mọi người đang háo hức đứng chờ lại chỗ xôi xòi. Xôi xòi là cái món ăn kêu bằng đặc sản gì đó của người Thái các bạn. Xôi mà ăn với xôi. Nếp họ dài hạt quá ha. Dẻo gì đó. Ngon gì đâu. Cái bên xôi xòi thì tới nước trái cây. Sầu riêng Thái các bạn. Có giá cả trên đây luôn, 250 bạc. Cái này quá bự luôn, 420. Măng cục có 50 đồng, 50 bạc các bạn, 50 bạc. À, khoảng ba mấy ngàn mình thôi. Từ từ mà dùng nha, mua tiếp ủng hộ chú đi chị. Bên đây là quả dừa Thái, cũng 50 bạc luôn, quả dừa Thái. Tiếp tục là sầu riêng. Ồ, chị ấy đã mua ủng hộ chú. Còn nhà con nữa nha chú. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi coi thêm điều gì mới lạ tại đây. Chị gái đang bán gì bên dòng sông đấy? À xôi xòi. Nướng luôn. Hồi nãy là xôi xòi khô, bây giờ là nướng luôn. Bó lại như gì nướng như là chuối nếp nướng ở dưới quê mình nữa các bạn. Cảm ơn chị gái. Chị gái bán dưới sông. Tái hiện lại các bạn. Ồ. Những món quà lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh như là những chú voi nè. Ủa Thái Lan là nước gì? Dạng voi á, nước gì quên rồi. Đất nước của những chú voi đó, chịu voi các bạn. Đất nước chịu voi, đến đây các bạn nhớ mua những con voi về. Trong kia có những con voi bự hơn. Mình sẽ quay sơ cái các bạn. Những con thú như bông voi. Trên đây là những cái vỏ sách. Ước gì mình có ghệ mình mua mình tặng các bạn. Còn cái này thì tuyệt đẹp luôn. Cặt sở màu sắc nhìn vô cùng dễ thương. Ồ, là gần nó chớp chớp các bạn. Không có đâu, chớp chớp là do camera mình á. Với cái tần số của cánh đèn á. Nó hợp nhau cái nó chớp. Đoàn nón tím nhà mình lại dừng bên cái ghe khóm của bạn này. Khóm Thái. Nhỏ xíu cà siêu thôi mà ngon lắm.
Bạn này đang rất là ăn trái khóm này buồn không? Nhớ hai trái khóm hồi nãy không? Nãy nó mua được hai trái khóm. Không có, nó truyền ra sao vòng quay lại còn hai cùi khóm. Bên kia là trà sữa Thái, trà sữa Thái cũng ngon lắm các bạn ơi. Bạn Trung Bùi vừa đẩy xong một ly. Xôi xôi. Đâu xôi đâu? Có xôi dưới chút xíu à. Cái cô gớ. À, xôi chỉ có tí vậy thôi, chủ yếu là xôi. Rồi. Đúng rồi, nếu mà xôi nhiều quá sợ ngán. Ví dụ mình ăn xôi mình khỏi ăn xôi được không? Ồ. Hai vợ chồng chú làm riêng luôn hả? Tại sao mà không ăn chung cho nó tiết kiệm? Không thích ăn chung đã à? Rồi tiếp tục chúng ta đi qua đây nhìn thấy hàng bánh nướng của cô. Bánh nướng một cái 20 bạc. Dạ. Này môn nè, con này vịt nè, còn kia hạt dẻ gì đó mình không biết. Còn đây là xôi sầu riêng. Hồi nãy là xôi xoài thôi, bây giờ cô bán luôn xôi sầu riêng. Những món ăn đặc biệt độc lạ của Thái Lan. Cảm ơn cô. Đầu vịt các bạn. Hấp dẫn. Dạ. Ghẹ, ghẹ sữa chiên giòn. Chị ấy đang chiên trong kia đó các bạn. Rồi chúng ta đi qua cây cầu cây này để chuẩn bị chụp tiếp theo những tấm hình lưu niệm. Đứng ở góc độ này mình nhìn thấy hình ảnh một chiếc thuyền thật to ngay cánh cổng các bạn. Đó là cái đường mình vô hồi nãy đó. Đây là nơi bến tàu để xuống tàu để đi chơi. Pattaya. Blotting Market. Chợ nổi Pattaya. Ôi kẹt tàu rồi các bạn ơi. Ba chiếc thuyền cùng vô luôn. Rồi sao rồi? Ăn hết trái khóm đó cảm giác sao, sướng chưa? Nãy làm anh Hùng ha. Mua còn chuyện chuyền đi nữa hả? Chuyền đã còn hai cùi đem về. Cứ cho đi đi sẽ nhận lại các bạn. Dưới đó là các vị du khách đến từ Ấn Độ. Đây là thuyền chèo. Đây, ăn xong phải bỏ thùng rác nha. Chứ chúng ta ưa quen tay với quê mình là dục xuống sông không à. Là không có được nha các bạn. Không biết khi nào Việt Nam chúng ta mới khắc phục được tình trạng rác. Ở đây các bạn nhìn dưới sông này không có một mảnh rác, chỉ có gông thôi. Đây là loại xuồng máy, chú ấy giấu cái máy âm dưới đó. Còn chiếc xuồng này quá dài luôn các bạn. Rồi, cái hẻm này kẹt xuồng liên tục. À, bên đây mình thấy có dịch vụ là massage cá. 100 bạc các bạn. Đây. Thank you. Những chú cá sẽ ghĩa cái chân mình thật là nhột quá đi đó mà. Thank you. Dạ. Massage bạc. Ăn một miếng nữa đi. Nhường miếng kia cho mình đi. Mình sẽ hứt cái món khóm Thái của bạn ấy tặng nè. Không có chua đâu, thiệt là ngon quá đi đó mà. Dạ, anh ấy đang hướng dẫn là massage Thái cổ truyền. Sướng lắm, 100 bạc các bạn. 100 bạc. Dạ, cảm ơn. Đó là massage sướng. Sướng là massage khỏe các bạn, chứ không phải massage mệt. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Bạn Xuyên lại ăn nữa rồi. Thơm thế. 25 bạc. Bắp này giống như trái bắp Mỹ dưới quê mình các bạn. 25 bạc một quả. Nướng sẵn luôn. Bạn này đúng là có tâm hồn ăn uống. Bạn lại nhìn nữa rồi. Có ăn không? Hơi no. Hơi no thì đi tới đi. Đây là món gì mà nằm trong ống tre ta? Đây hình ảnh này giống xôi. Chúng ta có thể gọi là xôi ống tre đi các bạn. Đúng là có nhiều điều mới lạ quá. Lá dừa. Yeah, thank you. Bác sẽ quấn cái đó vào lá dừa để nướng. Đây là kem dừa. Anh ấy vừa la lên kem dừa ngon lắm các bạn. Anh ấy biết nói tiếng Việt luôn.
À, kem dừa bạc hôm qua anh có thưởng thức rồi, kem dừa Thái Lan cực kỳ ngon, cực kỳ béo. Ngon lắm thiệt sự luôn anh trai. Còn nhà mình đi nhanh quá rồi. Ngon lắm bạn ơi. Dạ. Ôi trời ơi, thơm thế. Thơm quá không chịu nổi chị ơi. Hấp dẫn quá, một con 100 bạc à. Quá đẹp luôn. Thơm phức cả phức luôn. Em quay một cái được không chị? Ôi, thank you. Thơm quá. Mình qua đây, cái bên đây thì gian hàng nướng cũng thơm không kém. Thank you. Đây là chích canh thì 30 bạc. Ý lộn, một cái 30 bạc. À, 4 cái thì 100 bạc. Đây là gà nướng. Bạn cũng chơi luôn. Mình thấy khách Việt Nam đến đây rất nhiều các bạn. Đi lại nghe giọng Việt Nam không à? Mừng lắm, vui lắm. Xin chào mọi người. Ồ, chị Việt Nam hả? Chị đến từ đâu? Chị mới tới từ Việt Nam. À, non tím nha các bạn, nhà mình đó. Lạc hết trơn rồi. Mọi người đang đi thẳng về phía trước các bạn. Giày dép, dép Thái cũng là một cái đặc sản nổi tiếng. Mình thấy mấy bạn mua quá trời luôn. Một đôi gì tương đương khoảng 100.000 mình nè các bạn. Tùy theo loại nha. Mà ai mang người cũng khen, nói nhẹ, dai và chắc. Để mình bước nhanh vô đây, rồi xong rồi gượt ra. Đây là cái đôi dép mà mấy bạn ưa mua nè. Yeah. Oh. Đây, thương hiệu này nè các bạn. Adda nè. 365 bạc. Đây là một bôi bánh lạ nữa, bánh chuối. Yeah. Người ta gọi là bánh chuối. 50 bạc hả mấy bạn? 50 bạc. 35 nghìn. Dạ. À, 50 bạc thì tương đương khoảng 35 nghìn rồi các bạn. Chiên. Ok, xin cảm ơn. Đây là quả thốt nốt nha. Thốt nốt ở Việt Nam mình có nè. Không biết thốt nốt Thái có khác không nha. Đây, thốt nốt. Hình ảnh của cây thốt nốt hăng thương ở quê nhà An Giang. Bạn ấy vô trong ly từng ly luôn. Sao nó có màu xanh ta? Đây là thốt nốt. Thốt nốt 40 bạc một ly vậy bạn. Ướp lạnh sẵn cho mình luôn. Hấp dẫn quá. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn. Một nghệ thuật chạm khắc. Xin cảm ơn. Mãi mê nói chuyện với các bạn, quay qua quay lại, nhà mình lạc không còn một người luôn. Chỉ còn một mình anh mình thôi. Mình đi tầm bậy tầm bạ thôi, lạc đường, không biết đường ra luôn các bạn. Tính ra nó cũng lớn lắm. Giờ mình lạc qua khu ăn uống bên đây. Ồ, đây là khu vực ăn uống, được bố trí những chiếc bàn nhỏ nhỏ. Du khách sẽ ngồi chợt hoặc ngồi trên những cái ghế thấp thấp. Cô đang nấu ở dưới các bạn. Bạn lưu ý là chúng ta sẽ để những đôi dép, đôi giày ở bên ngoài rồi hạ le vào trong nha các bạn. Trước mặt các bạn là những bức tranh thật là sống động. Quá đẹp các bạn.
Độc lạ Thái Lan các bạn. Xe lội nước. Dữ dằn không các bạn? Thank you. Qua khu vực bên đây, mình thấy có gian nhà trưng bày những cái công cụ, dụng cụ trong cái hoạt động sản xuất lao động hàng ngày của bà con đó các bạn. Còn bên đây là trưng bày những cái nhạc cụ cổ truyền nè, truyền thống. Chiếc ô tô lại tiếp tục lên đường. Chiếc này chắc đi chở cái gì vậy các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Đây là nơi vẽ tranh và âm nhạc của chú đây. Vẽ tranh chân dung của người vừa chơi nhạc. Mình biết chức năng của chiếc xe này rồi. Đây là cái xe dọn rác các bạn. Anh ấy sẽ dọn rác trên sông đi lấy những cái thùng này nè. Đây là gian nhà trưng bày cách thức chắc chữa bệnh của các bạn. Chữa bệnh của người Thái. Qua đây là chắc có bán thuốc nè. Đây mình để thử thôi nè. Hơi hết hồn hết vía. Đúng rồi, bán thuốc. Trời, họ làm những bức tượng nhìn y như thật các bạn. Ban đêm mà nhìn thấy chắc xỉu quá. Như là những loại dầu các bạn. Dầu quang, dầu quang. Dầu, rồi bây giờ chúng ta lên xe về các bạn. Rồi phải nha. Ok. Rồi đoàn nhà mình lại đợi mình nữa.
gặp lại mọi người. Đi chung thật là dễ lạc các bạn. Đội những chiếc nón màu sắc đặc trưng như vậy đó, tụi mình dễ tìm ra nhau. Lên xe mọi người. Ở đây nó nắng thật Việt Nam luôn. Nắng gắt, nắng gan gan người luôn các bạn. Quá nắng luôn, đi nhớ trang bị áo dài tay, nón, dù. Bạn Trung Bùi nãy giờ bị gượt, chạy quá trời chạy hả? Nãy giờ anh Tào Tháo đánh qua tới đây luôn hả? Ham ăn quá mà. Chầu nào ăn nè, bạn Trung cũng cào, cũng xào, cũng xới cho sạch hết. Nên cái bụng không ổn các bạn. Bạn hướng dẫn viên đang điều tra quân số coi đủ chưa các bạn. Trái cây các bạn muốn mua lên xe á, phải tránh mua trái sầu riêng và trái măng cục. Trái xoài thì mua được. Cảm ơn người đẹp đã mời mình dùng một miếng xoài Thái. Đây xoài Thái các bạn. Nãy vô trong có cái khu giữa thờ cái ông gì có râu á, trong cái chợ nổi như bào chế thuốc hay gì á. Đúng rồi, vị vua Yamanam á. Đó là vị vua hả? Yamanam. Dạ đúng rồi. Rồi ngày đã bào chế ra thuốc để trị bệnh hay gì? Đúng rồi anh, bào chế thuốc trị bệnh cho người dân Thái Lan. Như vậy là người dân Thái Lan sẽ dùng thuốc Nam nhiều hơn thuốc Tây hả? Họ sẽ nghiêng về đông y cổ truyền chứ họ không sử dụng thuốc Tây nhiều. Dạ, cảm ơn ạ. Bây giờ đoàn nhà mình sẽ di chuyển đến điểm tham quan tiếp theo mà các bạn đón chờ trong video mới. Bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn.